xin cảm ơn anh chủ nhà. Và đây là có một buổi cuối ghép. Hôm nay chúng tôi thấy đây là một sự cuối ghép rất là hoàn thiện, hoàn chỉnh. Đầu tiên tôi muốn nói đến đôi loa Kensington này. Đây là một đôi loa hàng đầu bảng của dòng Tannoy Pressinger. Và với cấu trúc đôi loa này với một quân vũ các bạn nhìn sao. Đối với tôi thấy nó quá thương thích và đẹp. Đó là một điều rất là ấn tượng với dòng loa này. Và dòng loa này thì luôn luôn cho người nghe có một sự ấn tượng về giải âm chung. Và dòng loa này thì được làm bằng củ 500 Anipo. Đây là một củ rất quý. Đó các bạn. Đấy. Và để phối ghép hôm nay với dòng loa Tannoy Kensington này thì chúng tôi lại dùng đến một chiếc âm ly mắc biết tốt MA8900. Đây là một cái bản đứng sau mỗi bản đầu bảng là MA9000. Và với một hệ thống âm thanh như này với công suất 200W cho trở kháng 8 ohm thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp chơi rất là hiệu quả và hay. Đó là chúng tôi dùng đến hệ thống đầu Siegen. Đó là hệ thống đầu số và có thể chuyên nhạc trực tiếp cũng như là các định nhạc như là Spotify, Tidal. Thì các bạn sẽ có một cái sự cảm nhận khi chơi. Còn đây là trong những bước đầu khi bắt đầu bước chân vào con đường âm thanh thì tôi thấy đây là một bộ dàn quá ấn tượng với hệ thống dây dẫn của hãng Nutbox. Chúng tôi thì luôn tin tưởng dùng các hãng dây của Nutbox đến từ nước Mỹ cho một cấu trúc âm thanh hay, đẹp, ổn định và tự nhiên. Đó là những điều tôi muốn nói với các bạn về bộ dàn ngày hôm nay và cũng xin cảm ơn anh chủ.